Dưới sự chú ý của cả thế giới, lễ trao giải Grammy cuối cùng cũng đã khai mạc. Số lượng người xem trực tiếp đã đạt một quy mô chưa từng có. Tên thương nhân xảo quyệt mã đẳng này, không nâng cấp VIP thì chỉ được xem 5 phút. Vẫn tốt hơn việc xem PT trên các máy chủ khác. Các quý ông quý bà, chào mừng đến với hiện trường lễ trao giải Grammy. Anh nói xem, lần này chúng ta có thể đạt giải không? Đương nhiên rồi. Chủ nhân, các anh thật vô vị. Cấu trúc cơ thể của các anh hoàn hảo hơn con người. Cấu trúc kiến thức của các anh cao hơn con người. Tham gia vào mấy thứ này chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Không sao, không sao. Kỳ tới tôi nhất định sẽ nhường giải này cho người khác. Cuộc sống vô địch, thật sự có chút tịch mịch như tuyết anh. Trước hết, hãy để tôi công bố 10 chiến thắng giải album hay nhất năm. Những người được đề cử giải thưởng này đã trải qua nhiều vòng sàng lọc. Cuối cùng chỉ còn lại 66 người. Ai mới là người chiến thắng cuối cùng đây? Chúng ta hãy nhìn lên màn hình lớn. Xin chúc mừng cô Quách Diệu Nhi đến từ Hoa Hạ. Quách Diệu Nhi, chính là album của Quách Diệu Nhi. Tôi đi khai trương đỏ nè. Đứng ngay ra đó làm gì, lên đi chứ. Cô Quách Diệu Nhi, chúc mừng cô Quách. Ngay lúc này cô có điều gì muốn nói không? Không có quá nhiều điều muốn nói. Người tôi muốn cảm ơn nhất chính là người đàn ông luôn ở phía sau, ủng hộ sự sáng tạo và giấc mơ của tôi. Đối mặt với ánh mắt của Diệu Nhi, khóe miệng Tiêu Phong cũng khẽ cong lên. Vừa đúng lúc đó, camera cũng chuyển sang gương mặt của Tiêu Phong. Trời ơi, viện trưởng đẹp trai quá. Em muốn sinh 10 đứa con cho anh. Đây có thật sự là lễ trao giải Grammy không vậy? Sao tôi cảm thấy là chương trình vợ chồng son thế nhỉ? Ngay sau đó Diệu Nhi trở về chỗ của mình. Ngay lập tức ông trầm lấy ngực Tiêu Phong khóc. Được rồi, đừng khóc, sẽ nhảy lớp trang điểm đó. Lát nữa còn có giải khác phải nhận đấy. Bây giờ người Hoa Hạ nói chuyện kiêu ngạo vậy sao? Được một giải thưởng đã là vinh dự cả đời rồi. Thế mà còn nói là sẽ nhận thêm giải khác. Coi những ca sĩ khác đều là không khí à? Tiếp theo đây, tôi xin công bố người đoạt giải bài hát hay nhất năm. Tâm Si là Tâm Si của viện trưởng. Quá đỉnh, quá đỉnh. Hai giải đầu đã được vợ chồng viện trưởng thâu tóm. Mạnh quá đi. Bây giờ, xin mời người giành giải bài hát hay nhất năm. Anh Tiêu Phong lên sân khấu nhận giải. Tiêu Phong, sao tôi chưa từng nghe nói đến cái tên này? Tôi chỉ biết gần đây Hoa Hạ có một ca sĩ, hình như có một bài hát tên là Chỉ Vì Em Quá Đẹp. Khá là hát, các anh chưa từng nghe nói về anh ta sao? Bây giờ bài hát xếp thứ nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn chính là tác phẩm của anh ta. Tôi biết người này. Anh ta hiện là người giàu nhất thế giới, còn là một giáo sư, học giả rất trẻ tuổi của Hoa Hạ. Tôi từng nghe thầy hướng dẫn nhắc đến anh ta. Trời ơi, thế mà anh ta còn biết hát nữa cơ à? Ông trời thật bất công. Anh Tiêu Phong, xin hỏi ngay lúc này anh có cảm giác gì không? Cảm giác của tôi à? Không có cảm giác gì nhiều, chỉ thấy điều hòa của các cô thật sự có phần hơi kém. Anh Tiêu Phong thật hài hước, tôi nghĩ giờ này anh hẳn rất xúc động nhỉ. Anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc hiện tại của anh được không? Tôi không xúc động. Việc nhận được giải thưởng này, đối với tôi là điều đương nhiên. Nếu người được giải không phải là tôi, thì tôi mới xúc động. Động hóa, viện trưởng làm màu hơi quá rồi đấy. Toàn nói lời xen xúa, nhưng biết làm sao được. Người ta mạnh như vậy mà. Nếu cậu không phục, thì lên đánh ông ấy một trận đi. Vậy thì anh Tiêu Phong, tôi có thể hỏi anh đã mất bao lâu để sáng tác ra bài hát này? Mê mông, làm nhạc mất 1 phút rưỡi, viết lời 2 phút, thêm vào đó là biên đạo vũ đạo và chỉnh sửa cuối. Tổng cộng chỉ mất nửa tiếng. Viện trưởng, cầu xin anh nói câu người thường đi. Nếu cứ thế này, thì người dẫn chương trình ngày mai sẽ mất việc mất. Cho ông ta xuống đi. Người Hoa Hạ này quá kiêu ngạo, anh ta không xứng đáng nhận giải thưởng này. Anh ta chắc chắn là kẻ lừa đảo. Tôi sinh ra trong một gia đình âm nhạc. Trên đời tuyệt đối không có ai trong vòng 1 phút rưỡi có thể sáng tác ra tác phẩm âm nhạc như thế này. Ngay cả những bậc thầy âm nhạc cũng không thể. Đừng không tin. Đây chỉ là do các anh thiếu kiến thức nên giới hạn trí tưởng tượng thôi. Tôi gợi ý các anh hãy đến Hoa Hạ ở một thời gian. Đến lúc đó các anh sẽ biết viện trưởng thực sự đỉnh cỡ nào. Tài năng của anh Tiêu Phong thật khiến mọi người phải kinh ngạc. Vậy xin mời anh Tiêu Phong xuống sân khấu nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ công bố người nhận giải thưởng tiếp theo. Thôi bỏ đi, tôi không xuống đâu. Quá phiền phức. Chốc nữa tôi lại phải đi lên đây. Anh Tiêu Phong, ký của anh là sao? Giải thưởng tiếp theo là nam ca sĩ xuất sắc nhất à? Vậy thì không sai rồi. Giải tiếp theo cũng là của tôi. Tôi xuống làm gì? Người Hoa Hạ này điên rồi. Anh ta thực sự nghĩ mình có thể thâu tóm 2 giải lớn. Công bố đi. Đến lúc người nhận giải không phải anh ta. Tôi muốn xem liệu anh ta có còn kiêu ngạo trên sân khấu nữa không. Anh Tiêu Phong, anh chắc chắn muốn tiếp tục đứng đây sao? Tất nhiên rồi. Tốt, bây giờ tôi xin công bố. Người nhận giải Grammy nam ca sĩ xuất sắc nhất năm nay là... Xin hãy nhìn lên màn hình lớn. Lấy đi nào. Người chiến thắng là anh Tiêu Phong đến từ Hoa Hạ. Mẹ tôi luôn nói với tôi trên thế giới này có thần. Giờ tôi biết bà không lừa tôi. Đậu, giờ làm sao đây? Tôi không biết nói gì khác nữa. Tôi thiếu học quá. Anh bên trên, tôi giống anh. Cho tôi mượn vài cái quần để đội lên cái. Mẹ tôi vừa hỏi tại sao tôi lại đội quần lên đầu và xem video. Tôi đã thắng 8 giải thưởng lớn tại lễ trao giải Grammy. Các chàng trai đẹp trai trước màn hình và các bạn nhỏ dưới sân khấu đều sửng sốt. Anh Tiêu Phong, lần này tại Grammy, một mình anh đã thắng 8 hạng mục giải thưởng. Xin hỏi tâm trạng của anh lúc này như thế nào?
Giá mà biết trước tôi đã viết thêm vài bài hát sớm hơn. Trên giá trong biệt thự nhà tôi vẫn còn chỗ trống. Nếu có thêm vài chiếc cung nữa để lấp đầy thì tốt quá. Vậy câu hỏi cuối cùng. Mọi người đều biết anh hiện là người giàu nhất thế giới. Với anh, tiền chỉ là một con số mà thôi. Tôi nghĩ anh sẽ muốn theo đuổi sở thích và ước mơ của mình hơn, phải không? Vậy hôm nay anh đã đạt được 8 giải Grammy. Sau này anh có tiếp tục phát triển trên con đường âm nhạc không? Chắc là không đâu. Tôi cảm thấy việc đạt giải khá dễ dàng, không có nhiều thách thức. Tôi định phát triển sang lĩnh vực thể thao, biết đâu được lúc nào đó có thể giành huy chương vàng Olympic. Cùng với sự kết thúc của Grammy, một tin tức về việc đạt 8 giải thưởng Grammy vẫn đang được thổi phồng rầm rộ. Chỉ sau một đêm, danh tiếng của anh trong giới giải trí đã vượt mặt gần như toàn bộ các ca sĩ trong làng nhạc. Ngay khi về đến Hoa Hạ, anh đã đến trụ sở của Viêm Hoàng ngay lập tức. Sau một thời gian điều chỉnh và cải biên, Viêm Hoàng mới đã được tích hợp xong. Cái này cho cậu, đây là thứ gì vậy? Tài liệu về tinh thể Seger có thể tăng hiệu suất năng lượng phóng xạ tự nhiên từ tinh thể Seger lên 15 đến 20 lần, rất hữu ích cho người có năng lực đặc biệt và người có sức mạnh tinh thần. Đừng nói với tôi là đây cũng là thứ phòng thí nghiệm của cậu nghiên cứu ra đấy nhé. Đây là tài liệu tôi lấy được từ di tích lần trước. Quá tốt rồi. Vậy thay mặt Viêm Hoàng và lãnh đạo, tôi xin cảm ơn cậu. Tài liệu này chắc chắn có tiềm năng thay đổi cơ cấu tổ chức của người có năng lực đặc biệt trên thế giới. Không có gì, tôi cũng tính là một cố vấn danh dự của Viêm Hoàng, làm chút việc nhỏ này là điều nên làm. Tiểu Nhất, lần gửi hàng nhanh này có tin tức gì chưa? Ký chủ, tôi chỉ là một hệ thống thông minh thôi, chứ không phải hệ thống dò tìm chuyên dụng. Thứ đó có lẽ đến giờ vẫn chưa vượt qua hố đen đâu. Đến khu vực mới này, tôi chỉ có thể ước tính thôi. Chắc sẽ rơi xuống trái đất cùng với trận mưa sao băng tiên anh tối nay, hạ xuống mặt đất. Anh, đúng là vậy, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Tôi đã phát hiện tín hiệu của hàng hóa rồi. Ở thành phố nào? Ở đâu? Tôi lập tức đến đó. Lần này hàng hóa có vẻ bị lạc đường rồi. Không phải là công ty vận chuyển vũ trụ sao? Sao lại kém tin cậy đến vậy chứ? Trong vũ trụ có nhiều hành tinh như vậy, mà có thể định vị chính xác đến trái đất đã là rất tốt rồi. Vậy nó rơi xuống chỗ nào? Chủ nhân, tín hiệu của hàng hóa ở quốc gia Đông Khá Quốc. Theo báo cáo của truyền thông Đông Khá Quốc, trong trận mưa sao băng tiên anh tối nay, có một khối thiên thạch sắc nhỏ đã rơi xuống một làng trại ven biển phía đông của Đông Khá Quốc. Sự cố lần này gây ra thiệt hại cho một dãy nhà dân. May mắn là không có thương vong về người. Thiên thạch đó có đường kính khoảng 30cm, được tạo thành từ nhiều loại nguyên tố kim loại chưa được phát hiện trên trái đất. Hiện đã được Viện Thiên văn Quốc gia sưu tầm. Đây là vấn đề rắc rối rồi. Hiện tại khối thiên thạch đó đang trong tình trạng gì? Hiện tại khối thiên thạch này đang được đưa đến Viện Thiên văn Quốc gia Đông Kha để nghiên cứu. Có hàng chục người có năng lực siêu phàm bảo vệ 24/24 luôn. Có thể nói là họ đã huy động lực lượng lớn nhất để canh giữ. Sao lại thế này? Làm như chưa từng thấy thiên thạch vậy. Vốn dĩ, khối thiên thạch đó không được người Đông Kha chú ý. Anh phải biết rằng, mặc dù trên thiên thạch có rất nhiều thông tin từ vũ trụ ngoài trái đất, nhưng lại không phải hiếm gặp. Mỗi ngày khắp nơi trên thế giới đều có thiên thạch rơi xuống. Khối thiên thạch này được xử lý đặc biệt. Đằng sau có bóng dáng của một người bạn cũ của anh. Tiểu Nhất, cậu nói thằng Lon gây sự với tôi trên máy bay ở tập 80 là mà. Không phải hắn thì còn ai nữa chứ? Các nền văn minh cấp 2 trở lên gần như đều đã gia nhập liên minh vũ trụ rồi. Hệ thống thông minh tên ưu tinh đó chắc chắn là biết về công ty chuyển phát nhanh vũ trụ. Hắn hẳn đã phát hiện ra đây là một bưu kiện từ sâu thẳm vũ trụ. Quả nhiên lại là tên này. Lần trước hắn tấn công máy bay để chạy thoát, tôi còn chưa kịp tìm hắn. Có vẻ tôi phải tự thân đến Đông Khá Quốc một chuyến rồi. Tiểu Nhất, năng lượng của nước họ nhập khẩu từ đâu vậy? Chiêu này bạn có thể sẽ dùng được với các nước nhỏ khác, nhưng có lẽ không có tác dụng với người Đông Khá Quốc đâu ký chủ ơi. Tại sao lại nói vậy? Tên Lưu Xuyên này ở Đông Khá Quốc đã thành lập rất nhiều công ty năng lượng mới. Hắn đã thông qua dữ liệu của ưu tinh phát triển thiết bị chuyển đổi năng lượng mặt trời hiệu suất cao và hệ thống phát điện thủy triều hiệu quả. Hai hệ thống này đã bắt đầu được triển khai thay thế trên diện rộng, đã hoàn thành thay thế nguồn cung cấp năng lượng cho hơn 70% các cơ sở quan trọng rồi. Chỉ là thông tin này tạm thời bị phong tỏa, chưa chuyển ra quốc tế mà thôi. Tên này thật có vài chiêu. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi phải đợi ở đây cho đến khi hắn mở bưu kiện sao? Chuyện này anh cứ yên tâm. Bưu kiện của công ty chuyển phát nhanh vũ trụ, nếu dễ dàng bị mở như vậy thì đã sớm phá sản rồi. Công nghệ của nền văn minh cấp 3 tuy cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để mở bưu kiện này. Vậy thì tốt, nhưng chúng ta phải làm sao đây? Đừng quên, nước họ có một vùng lãnh thổ rộng lớn, đều thuộc về bạn đấy ký chủ. Sao tôi không biết chuyện này? Bạn quên rồi à? Gia tộc bạn gần như có bất động sản ở khắp các nước trên thế giới. Mấy nghìn năm trước, người nhà của bạn đã bắt đầu làm ăn bất động sản rồi. Thế cũng được à? Bạn đánh giá thấp năng lực tích lũy tài sản của tổ tiên nhà bạn quá rồi. Đông Khá Quốc lập quốc cũng đã mấy nghìn năm rồi. Nhưng trước khi họ lập quốc, trên mảnh đất đó đã tồn tại những cư dân đầu tiên. Mà từ rất sớm thời đại đó, tổ tiên bạn đã chế tạo ra thuyền bè, chinh phục biển cả.
Lúc đó mảnh đất ấy còn rất cằn cỗi. Tất cả thổ dân sống bằng nghề đánh cá. Tổ tiên bạn mang đến công cụ và kỹ thuật tiên tiến. Nhiều bộ lạc thời đó đã trở thành thuộc hạ của gia tộc bạn từ lâu rồi. Tuy người nhà bạn sau này rời khỏi mảnh đất đó, nhưng những bộ lạc đó sau phát triển thành một số gia tộc. Những mảnh đất đó vẫn thuộc sở hữu của gia tộc của bạn. Sau này Đông Kha Quốc lập quốc, những gia tộc đó đã cho chính phủ Đông Kha vay một phần diện tích đất đai. Thậm chí ngay cả vị trí phủ thủ tướng hiện tại của họ cũng là thuê mượn đất đai thuộc về bạn luôn. Hóa ra là vậy. Vậy thì mọi việc dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Tiểu Nhất, những gia tộc đó vẫn còn liên lạc được chứ? Ba gia tộc năm đó, giờ đã có hai gia tộc biến mất rồi. Nhưng tất cả hợp đồng đất đai đều nằm trong tay gia tộc cuối cùng. Nếu bạn cần, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại. Được, vậy bạn sắp xếp giúp tôi một chút. Hai ngày nữa tôi sẽ đến Đông Kha Quốc một chuyến. Ổn hết rồi ký chủ, gia tộc Tiền Điền đã sắp xếp người. Đón bạn ở cửa ra sân bay, chỉ một chút nữa thôi bọn họ sẽ có mặt ở đây. Cũng không biết, gia tộc Tiền Điền đối với lòng trung thành của gia đình chúng ta hiện tại như thế nào. Đến nơi rồi nói sau. Xin hỏi, ngài có phải là Tiêu Phong thiếu gia không ạ? Phải, ông đã từng gặp tôi ở đâu rồi à? Tôi tên là Tiền Điền Dã. Lẽ ra hôm nay phải là cha tôi, Tiền Điền Mộc, đích thân để đón ngài. Nhưng gần đây ông ấy có chút không khỏe, nên chỉ có thể để tôi đến đây. Không sao, tôi là người khá thoải mái. Mọi người không cần phải câu nệ như vậy. À, còn cô gái này là ai nhỉ? Đây là con gái duy nhất của tôi, Tiền Điền Ái. Tiểu Ái, chào thiếu gia đi con. Dạ, tốt. Thiếu gia, mời ngài lên xe trước. Khoảng thời gian này, xin hãy chịu khó ở tạm nhà chúng tôi. Tiền Điền Dã tiên sinh, tôi có thể hỏi một chút, sức khỏe của Tiền Điền Mộc tiên sinh có vấn đề gì vậy? Thật không dám giấu thiếu gia, bệnh tình của cha tôi đã kéo dài một thời gian rồi. Không biết thiếu gia đã từng nghe đến người tên Lưu Xuyên chưa? Lại là hắn ta. Từng nghe qua, có liên quan gì đến ông ấy sao? Thật ra, trước khi Lưu Xuyên xuất hiện, toàn bộ huyết mạch kinh tế của Đông Khấu Quốc đều nằm trong tay gia tộc Tiền Điền chúng tôi. Tổ tiên của thiếu gia đã giao phó tất cả mọi thứ cho chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không thể bảo vệ chúng. Chúng tôi có lỗi với tổ tiên, càng có lỗi với thiếu gia hơn. Lưu Xuyên thật sự rất có bản lĩnh. Hắn ta xuất thân từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ bé, không ngừng đánh bại và thâu tóm đối thủ cạnh tranh, mở rộng thế lực của mình. Ngành nghề của chúng tôi đã cạnh tranh với hắn ta một thời gian, nhưng dường như hắn ta nắm rõ mọi hành động của chúng tôi. Mỗi lần so tài, hắn ta đều có thể đi trước chúng tôi một bước, giống như có khả năng tiên tri vậy. Mấy năm nay, tất cả những lần giao tranh của chúng tôi với hắn ta đều kết thúc bằng thất bại. Không có ngoại lệ, tài nguyên trong tay chúng tôi ngày càng ít đi. Hơn nữa không biết vì sao, mối quan hệ của hắn ta với chính phủ rất cứng rắn. Trước đây, chúng tôi nói gì, Thủ tướng Đông Kha Quốc cũng phải cân nhắc lời nói của chúng tôi. Nhưng bây giờ, họ đã hoàn toàn không coi chúng tôi ra gì. Hey Si, trong mắt Lưu Xuyên, chúng tôi giống như một miếng thịt có thể ăn bất cứ lúc nào. Chỉ là vì chúng tôi có nền tảng vững chắc, nên mới miễn cưỡng trụ được đến bây giờ. Nhưng ngành nghề của chúng tôi ở Đông Khấu Quốc chỉ còn lại chưa đến 1/5 so với ban đầu. Chuyện này không trách mọi người được. Lưu Xuyên này không phải người thường. Vậy cơ thể của cha anh chính là trong khoảng thời gian cạnh tranh đó. Cơ thể của cha tôi vì áp lực quá lớn nên ngày càng suy nhược, cuối cùng lâm bệnh nặng. Bây giờ những ngành nghề đó đều do tôi và mấy đứa em trai, em gái cùng nhau quản lý. Hệ thống, người nhà tôi đã không để lại tiềm năng dẫn dắt thu hút cho gia tộc này sao? Đó là chuyện của hơn 2.000 năm trước rồi. Gia tộc Tiền Điền khi đó chỉ là một bộ lạc nhỏ, vẫn là do tổ tiên của bạn vô tình giúp đỡ họ, cho nên mới không lưu lại. Hơn 2.000 năm rồi, lòng người thay đổi nhanh lắm. Hơn 2.000 năm, cả một gia tộc không hề hỏi han gì đến gia tộc Tiền Điền. Vậy mà họ vẫn kiên trì gìn giữ sản nghiệp của gia tộc. Điểm này quả thực rất đáng quý. Đừng đến nhà các người nữa. Đưa ta đi gặp cha của các người đi. Lưu Xuyên, dám bắt nạt tiểu đệ của ta, chờ chết đi. Người hoa hạ này của Nhiên đã đến rồi. Xem ra là vị kiện hàng chuyển phát vũ trụ đó. Nhẫn Hoàng đại nhân, thứ ngài cần chúng tôi đã tìm được rồi. Rất tốt, chuyện này không được nói cho bất kỳ ai biết. Tuyệt đối giữ bí mật. Vâng, đại nhân. Thực lực của đại nhân lại càng trở nên thâm sâu khó lường hơn. Thiếu gia, đây là gia phụ. Bác sĩ nói sao rồi? Bác sĩ nói cha tôi là do lao lực quá độ, dẫn đến suy kiệt cơ thể. Tình trạng của ông ấy quá nghiêm trọng rồi, đã không thể cứu vãn được nữa. Tiểu Nhất, dùng đan dược có thể chữa khỏi cho ông ấy không? Ký chủ, tình trạng của ông ấy hơi đặc biệt. Sự lão hóa của con người là do dòng điện sinh học dần suy yếu dẫn đến. Trạng thái hiện tại của ông ấy, dòng điện sinh học gần như không khác gì người sắp chết. Em là dược lực của đan dược ông ấy không chịu đựng nổi, sẽ trực tiếp trở thành thuốc độc mất. Vậy tôi phải làm sao? Ký chủ đừng lo lắng, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Ngươi chỉ cần dùng dòng điện sinh học của ngươi để sưởi ấm dòng điện sinh học trong cơ thể ông ấy, khiến dòng điện sinh học của ông ấy khôi phục lại mức bình thường của người bình thường là được. Tuy không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng sống đến 100 tuổi vẫn là không thành vấn đề. Vậy thì tốt rồi, cái đó. Mọi người ra ngoài trước đi, để tôi xem bệnh cho cha cậu. Thiếu gia, cái này, Thiên Dạ tiên sinh, cậu có biết nghề tay trái của tôi là gì không? Tôi có nghe nói qua,
Thiếu gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và âm nhạc đều có những thành tựu không nhỏ. Thật ra mấy thứ đó chỉ là một phần nhỏ năng lực của tôi thôi. Nghề tay trái của tôi còn bao gồm cả bác sĩ. Cái cậu nói là thật sao? Đương nhiên, tôi đâu có ba hoa. Bệnh tật lớn nhỏ xuất hiện trên trái đất này, chưa có cái nào là tôi không chữa khỏi. Kể cả bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi cũng có thể khiến họ sống khỏe lại trong vòng vài ngày. Được được được, chúng ta ra ngoài ngay. À đúng rồi, trong vòng 10 phút, đừng để ai vào quấy rầy tôi. Tôi sẽ tự mình canh chừng ở ngoài phòng bệnh. Bệnh của cha tôi, làm phiền ngài rồi. Nên làm thôi, cứ coi như đây là công lao. Cho 2.000 năm trung thành và tận tâm của gia đình các ngươi đi. Bố, thiếu gia có thể chữa khỏi cho ông nội thật sao? Nhất định là được. Thiếu gia đã nói vậy rồi thì chứng tỏ ngài ấy nhất định làm được. Không phải ngài ấy đã nói rồi sao? Trong vòng 10 phút không được làm phiền ngài ấy. Có lẽ 10 phút nữa là ngài ấy có thể chữa khỏi cho ông nội rồi. Được rồi, bố của ông đã tỉnh rồi nhé. Hai đứa tới rồi à? Mau đi, chuẩn bị chút đồ ăn đi. Ta với thiếu gia đều hơi đói rồi. Cha thật sự không sao nữa sao? Chúng ta giống như có sao không? Tốt, con đi bảo người ta nấu cơm ngay. Chúng ta về nhà ăn. Thiếu gia, hai phần địa khế và công trái mà hai gia tộc bọn họ để lại có thể giúp gì cho ngài trong việc lấy lại khối thiên thạch đó sao? Các ngươi chưa xem qua nội dung bên trong sao? Bọn họ nói chỉ người trong nhà mới có thể mở ra được. Đây không phải là địa khế và công trái bình thường đâu. Phủ tổng thống của các ngươi hiện tại đang được xây dựng trên mảnh đất này. Tấm địa khế này gần như bằng 1/10 diện tích quốc thổ của Đông Khá Quốc. Diện tích mảnh đất này hoàn toàn có thể chứa được 5 thủ đô của Đông Khá Quốc. Còn về phần công trái, nó được mua vào những năm 20 của thế kỷ trước. Theo tỷ giá hiện tại thì gần 5.000 tỷ đô la Mỹ. Hai thứ này, các người hãy chụp ảnh cho ta, gửi cho người của quốc hội. Sau đó nói với bọn họ, đã lâu rồi chưa trả tiền thuê nhà. Vâng thiếu gia, chúng tôi sẽ đi làm ngay. Thiết bị cung cấp năng lượng mới của thủ tướng sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Đầu năm sau có thể bắt đầu cung cấp cho dân thường. Lưu Xuyên tiên sinh của thật là phúc tinh của đất nước chúng ta, là công dân của đất nước, đó là điều nên làm. Tôi chỉ là góp một phần nhỏ bé của mình. Chỉ là Lưu Xuyên tiên sinh, tôi vẫn không hiểu. Chỉ là một khối thiên thạch. Tại sao ngài lại coi trọng nó như vậy? Nếu ngài cần nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Thiên Văn còn lưu giữ những khối thiên thạch lớn hơn, quý giá hơn để ngài nghiên cứu. Khối thiên thạch này, dựa theo những gì tôi phân tích được từ di tích trước đây, phân tích sơ qua, có lẽ có liên quan đến nền văn minh ngoài trái đất. Nhưng thông tin cụ thể thì tôi vẫn cần thời gian dài nghiên cứu. Chỉ cần đợi tôi nghiên cứu kỹ lưỡng, sẽ rất có ích cho sự phát triển của đất nước chúng ta. Cái gì? Người của gia tộc Tiền Điền đến đòi nợ? Chẳng lẽ quốc gia nợ tiền bọn họ? Thủ tướng, những khoản nợ này là từ rất nhiều năm trước. Xa nhất thậm chí có thể truy ngược lại đến mấy trăm năm trước. Sao lại có thứ cổ xưa như vậy được chứ? Rốt cuộc là cái gì? Một phần địa khế và một phần công trái. Nói rõ ra. Hay là tôi gửi ảnh trực tiếp cho ngài vậy? 20.000 km vùng đất đai, 5.000 tỷ đô la Mỹ công trái. Hai thứ này có đáng tin không? Sao tôi chưa từng nghe nói qua bao giờ? Tôi rất tiếc phải nói với ngài rằng chúng tôi đã lục tung cả kho lưu trữ sớm nhất, cuối cùng đã tìm thấy bản gốc của hai tài liệu này. Chúng đều thực sự tồn tại, hơn nữa còn là thật và có hiệu lực. Đến chỗ tôi ngay lập tức, thông báo cho tất cả những người có liên quan. Vâng, chúng tôi đến ngay. Lưu Xuyên tiên sinh, có chút vấn đề rồi. Tôi có một cuộc họp khẩn cấp cần tổ chức. Hôm nay tôi có lẽ phải thất lễ rồi. Thủ tướng bận trăm công nghìn việc, tôi hiểu mà. Không cần để ý đến tôi, hãy lo công việc của ngài đi. Tiểu tử này thối này, chẳng phải là muốn dùng thủ đoạn này để đoạt lại khối thiên thạch đó sao? Nhưng cho dù khối thiên thạch có rơi vào tay người, ta cũng không quan tâm. Những gì ta đang làm bây giờ chỉ là để câu giờ mà thôi. Chờ đến khi ta hoàn thành việc đó, người sẽ mãi mãi ở lại đây. Còn hệ thống thông minh của nền văn minh đỉnh cao của người cũng sẽ thuộc về ta. Nói rõ ra, rốt cuộc là chuyện gì? Về chuyện công trái, để tôi nói, công trái mà quốc gia chúng ta phát hành hiện nay tổng cộng là khoảng 10.000 tỷ đô la Mỹ. Phần này được phân tán ở các quốc gia khác nhau và trong tay quần chúng trong nước. 5.000 tỷ kia không nằm trong đó. Vậy rốt cuộc là từ đâu ra? Thế kỷ trước, để phát triển công nghiệp, quốc gia rất cần một khoản tiền lớn. Lúc đó có một gia tộc tên là Thanh Mộc đã trực tiếp cho quốc gia vay một khoản tiền lớn. Họ không yêu cầu quốc gia trả nợ, chỉ cần mỗi năm trả cho họ một khoản lãi là được. Vì vậy, phần này không được ghi chép lại. Tại sao chúng ta không hề biết gì về chuyện này? Bởi vì mấy chục năm trước, gia tộc Thanh Mộc này đã xảy ra một tai nạn. Nhân vật chủ chốt đều không còn, những người còn lại phải chạy vạy khắp nơi để kiếm sống. Gia tộc này cũng biến mất, chủ nợ không còn. Phần công trái này tự nhiên là không giải quyết được nữa, cho nên ngay cả bản gốc cũng bị chúng tôi cất giữ trong kho lưu trữ sớm nhất. Theo lãi suất tích lũy, khoản công trái này cả gốc lẫn lãi đã tích lũy đến 5.000 tỷ đô la Mỹ. Thật là ngu ngốc. Vậy còn tờ địa khế kia, niên đại của tờ địa khế còn lâu đời hơn, là từ mấy trăm năm trước, được một gia tộc lôi đằng đã biến mất, mua lại. Theo thời gian ghi trên đó, thời hạn hiệu lực còn hơn 500 năm, quyền sử dụng đất nào mà lại có thời hạn lâu như vậy? Thủ tướng, mấy trăm năm trước làm gì có hệ thống quyền sở hữu hoàn chỉnh như vậy? Những vùng đất này khi đó rất hoang vu, đều chưa có người ở. Lúc đó, gia tộc Lôi Đằng đã dùng một lượng lớn kim loại quý, đủ để mua quyền sử dụng 1.000 năm. Gia tộc Điền Tiền này rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ họ định thu hồi mảnh đất đó sao? Điều đó là không thể. Phát triển bao nhiêu năm nay, rất nhiều công trình huyết mạch đều được xây dựng trên mảnh đất này.
Khoản đầu tư này phải tính như thế nào? Người của gia tộc Điền Tiền chỉ gửi hai bản khế ước này cho tôi mà thôi, đồng thời còn đính kèm một câu. Nó là tiền thuế đất của mảnh đất này và lãi suất công trái. Đã đến lúc phải trả rồi. Cần bao nhiêu tiền? Tính toán cho tôi xem. Chúng tôi đã tính toán rồi. Thủ tướng, ngài nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Lãi suất của khoản công trái này còn đỡ. Chỉ lãi suất thôi đã khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ rồi. Nhưng tiền thuê đất này... Cứ nói đi. Tính theo giá thuê đất trung bình của Đông Kha quốc chúng ta, tiền thuê mỗi mét vuông là khoảng 500 đồng khẩu tệ, khoảng 25 đô la Mỹ. Vậy 20.000 km vuông là khoảng 5.000 tỷ đô la Mỹ. Đây mới chỉ là của một năm. Tôi nghĩ họ không phải thực sự muốn chúng ta trả những khoản lãi suất này và tiền thuê đất. Tôi nghĩ họ cũng biết rõ khoản tiền này không phải quốc gia nào, thế lực nào có thể bỏ ra được. Vậy rốt cuộc họ có ý gì? Đây chắc chắn là một lời cảnh cáo hoặc chỉ là một tín hiệu. Tôi nghĩ họ hy vọng chúng ta có thể chủ động tiến hành một cuộc đàm phán với họ. Sắp xếp giúp tôi. Ông Nguyên Huy Ngô, ngày mai ông cùng tôi đến gia tộc Điền Tiền một chuyến. Thiếu gia, cha muốn tôi chuyển lời tới cậu. Vừa rồi thủ tướng Phong Gian Trụ có gọi điện thoại tới, nói là ngày mai muốn đích thân đến gia tộc Điền Tiền một chuyến. Đều nằm trong dự liệu của tôi. Thiếu gia, cậu có muốn gặp họ không? Hay là để nhà chúng ta ra mặt, nói chuyện với họ về khối thiên thạch đó? Không cần đâu, đến lúc đó tôi sẽ tự mình gặp họ. Nhưng không thể để họ dễ dàng gặp được tôi như vậy. Nếu tôi trực tiếp đòi khối thiên thạch đó với họ, vậy thì đây chính là một cuộc đàm phán và giao dịch rồi. Chúng ta sẽ mất đi rất nhiều lợi ích. Vậy ý của thiếu gia là phải để họ hiểu rõ ai mới là bên yếu thế. Vụ làm ăn này là họ cầu xin tôi làm, chứ không phải tôi cầu xin họ làm. Tiểu Ái, tối nay cô ở lại đây đi. Thiếu gia, tôi không phải loại người như vậy. Nghĩ gì vậy? Biệt thự này phòng ốc nhiều như vậy, cô cứ tùy ý tìm một phòng ở lại là được. Ngày mai khi phòng gian trụ tới, cô cứ để họ ở phòng khách dưới lầu đợi tôi. Để họ đợi càng lâu càng tốt. Tôi hiểu rồi. Ái tiểu thư, cậu chủ nhà các người đã thức dậy chưa? Cậu chủ bảo cậu ấy muốn ngủ thêm một lát nữa. Bảo các người đợi thêm chút nữa. Tôi đã nhắc nhở các người từ sớm rồi. Cậu chủ nhà tôi rất khó tính khi thức dậy. Làm phiền giấc ngủ của cậu ấy như vậy, tâm trạng của cậu ấy chắc chắn sẽ không tốt. Đương nhiên là sẽ không ra gặp các người nhanh như vậy rồi. Ái tiểu thư, làm phiền cô đi gọi cậu chủ nhà các người được không? Chúng tôi thực sự không thể chờ đợi thêm nữa. Vậy được rồi, tôi sẽ đi thúc giục lần nữa. Cậu thiếu gia nhà Tiền Điền này rốt cuộc là thế nào vậy? Nhà Tiền Điền chẳng phải chỉ có một cô con gái thôi sao? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một cậu thiếu gia vậy? Thủ tướng, tôi cũng không biết. Tôi chưa bao giờ nghe nói gia tộc Điền Tiền câu một cậu thiếu gia nào cả. Vì việc này do cậu ta quyết định. Vậy hãy đợi đến khi chúng ta gặp cậu ta rồi nói tiếp. Hai vị, cậu chủ của chúng tôi sẽ đến ngay thôi. Ái tiểu thư, xin hỏi cậu chủ nhà các người tên là gì? Thủ tướng, cậu chủ nhà chúng tôi họ Lâm tên Tiêu Phong. Đây chẳng phải là người giàu nhất thế giới, giáo sư viện sĩ trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, người trẻ tuổi nhất từng giành 8 giải Grammy sao? Không ngờ lại chính là cậu ta. Rốt cuộc cậu ta có quan hệ thế nào với gia tộc Điền Điền này? Anh Tiêu Phong, cuối cùng anh cũng chịu ra rồi. Vội gì chứ? Tôi cũng phải đánh răng rửa mặt trước, ăn bữa sáng chứ. Có chuyện gì từ từ nói sau. Nhưng mà tôi là người rất khó tính khi thức dậy. Nếu tâm trạng tôi không tốt thì các người hãy nhanh chóng chuẩn bị góp tiền, trả tiền thuê nhà và lãi suất cho tôi đi. Được rồi, các người nói đi. Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì mà tìm tôi? Anh Tiêu Phong, hôm qua chúng tôi đã nhận được tin nhắn anh gửi cho chúng tôi. Anh nói về 200 triệu tấm địa khế và trái phiếu quốc gia đó à? Xin lỗi, gần đây xử lý quá nhiều sản nghiệp nên trong chốc lát chưa kịp phản ứng. Anh có giả vờ cũng phải, giả vờ cho giống một chút chứ. Chuyện mới xảy ra hôm qua, số tiền lớn như vậy, anh tưởng đó là mấy chục đồng à? Hai thứ đó chắc không có vấn đề gì chứ? Vâng, anh Tiêu Phong, chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận. Đã tìm thấy bằng chứng để lại từ năm đó. Nếu đã xác nhận không có vấn đề, vậy thì dễ xử rồi. Gần đây tôi hơi thiếu tiền mặt, cần một số tiền để đi bay. Vì vậy làm phiền ngài Tổng thống, hãy tính toán lại tiền thuê nhà và lãi suất các người nợ trong những năm qua. Tiền thuê nhà các người nợ tôi tổng cộng là 147 năm. Tôi hơi ám ảnh cưỡng chế, không thích tính lẻ. Những khoản lẻ đó tôi không lấy, làm tròn cho đẹp. Tổng số tiền này là 43.000 tỷ. Còn khoản lãi suất kia, tôi cũng làm tròn cho các người. 3.000 tỷ đô la Mỹ, nên tổng cộng là 46.000 tỷ đô la Mỹ. Làm phiền các người giúp tôi tính toán nhé. Anh đừng đùa nữa. Đùa giỡn à, tôi là người thích thể hiện, nhưng chưa bao giờ nói khoác, cũng không nói đùa. Hơn nữa câu này có gì đáng cười đâu. Nhưng mà anh Tiêu Phong, 46.000 tỷ đô la Mỹ, chúng tôi thật sự không lấy ra được. Sao mà không lấy ra được? Các người dùng nơi này hơn 100 năm rồi, chẳng lẽ không để dành số tiền đó sao? Hay là các người cho rằng gia tộc La Tân biến mất, quyền sở hữu mảnh đất này bây giờ thuộc về các người sao? Không không không, chúng tôi thật sự không có cách nào. Nếu mỗi năm để dành số tiền đó, chúng tôi tất nhiên là có thể trả hết. Nhưng đất nước chúng tôi cần phát triển chứ, nhân dân cần phải no ấm chứ. Anh cũng nên xem xét hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi chứ. Điều này cũng có chút đạo lý. Nhưng các người nợ tiền tôi, không thể cứ trì hoãn mãi như thế này được. 147 năm này, tiền thuê nhà các người nợ tôi còn chưa tính lãi suất nữa. Nếu tính lãi mẹ đẻ lãi con cộng lại, không chỉ gấp 10 lần đơn giản như vậy đâu. Chưa nói tới tôi, trên thế giới có nhiều sản nghiệp để đầu tư như vậy. Tôi chỉ cần gửi vào ngân hàng để hưởng lãi suất. Đây đã là một con số không nhỏ rồi đúng không? Đúng 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 anh Tiêu Phong, anh nói không sai. Nhưng cũng không thể như vậy được.
Nếu các người không trả nổi tiền thuê nhà và lãi suất trái phiếu quốc gia, vậy tôi sẽ xem xét thu hồi tiền gốc. Thì sau này chỉ có trời mới biết các người còn trả nổi tiền thuê nhà và lãi suất nữa không. Nếu như vậy, các người hãy dọn sạch 20.000 km vuông đất đai này cho tôi. Tôi định xây dựng thành phố điện ảnh lớn nhất thế giới ở đây. Vừa hay thành phố điện ảnh của tôi còn thiếu đất, 20.000 km vuông chắc là đủ dùng. Vậy đi, tôi đưa ra một ý kiến cho các người. Số tiền đó, tôi cũng không yêu cầu các người trả hết một lần nữa. Tôi cũng không thu thêm lãi suất nữa. Ông Tiêu Phong, vậy thì 46.000 tỷ này. Các người hãy trả cho tôi từng đợt đi. Mỗi năm trả trước 2.000 tỷ, 20 mấy năm là trả hết. Với lại tôi là người yêu nước. Về sau, các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa Hoa Hạ và Đông Khẩu Quốc, miễn hết thuế quan. Coi như bù trừ cho các khoản lãi suất này đi. Hoặc là thế này. Các người xem các người có bảo vật quốc gia gì không? Tôi còn có một sở thích nữa, là thích sưu tập các bảo vật và cổ vật quý giá. Nếu có, các người cũng có thể tìm vài vạn món đến. Nếu không thì các người nói cách của các người xem. Anh Tiêu Phong, chúng tôi cần về bàn bạc kỹ lưỡng một chút. Xin cho chúng tôi một chút thời gian. Được, tôi cũng không vội. Các người có thể về suy nghĩ từ từ. Tôi còn định chơi thêm vài ngày ở đây nữa. Tiểu Ái, tiện khách giúp tôi. Vương thiếu gia, xin mời hai vị theo tôi ạ. Chúng ta thật sự phải làm theo ý của anh ta, dùng hình thức trả góp để trả hết món nợ này sao? Anh xem tôi giống kẻ ngốc à? Mỗi năm mất vài nghìn tỷ thu nhập, đất nước không những sẽ tụt hậu, thậm chí còn có thể sẽ bị thụt lùi. Vậy chúng ta phải làm sao? Ha, xác chết sẽ không tới đòi tiền. Rốt cuộc anh ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không phải sao? Nếu anh ta ở Hoa Hạ, chúng ta thật sự không làm gì được anh ta. Nhưng bây giờ là ở Đông Kha Quốc chúng ta. Thiếu gia, thủ tướng vừa mới trực tiếp gọi điện thoại tới. Về việc tiền thuê nhà và lãi suất, họ đã có một đối sách. Còn cần bàn bạc cụ thể với thiếu gia. Họ hẹn thiếu gia ngày kia gặp mặt tại phủ thủ tướng để thuận tiện cho việc đi lại của thiếu gia. Họ đã bố trí cho thiếu gia một khách sạn 5 sao gần nhất. Tốt, tôi biết rồi. Cô hãy nhận lời hộ tôi đi. Vâng, thưa thiếu gia. Tiểu Nhất, cậu thấy chuyện này như nào? Rõ ràng là họ ở thế bị động. Nói theo lý lẽ, phải là họ tới gặp chúng ta để bàn bạc việc này. Lại còn bắt tôi tự qua đó. Còn phải ở một đêm tại khách sạn trước. Họ thật sự coi tôi là kẻ ngốc sao? Chủ nhân, có vẻ như họ sắp hành động với bạn rồi. Nếu bạn chết và đánh mất hai thứ này, họ sẽ có cơ hội thu hồi và tiêu hủy chúng. Đến lúc đó sẽ không phải trả khoản tiền này nữa. Không sao, vấn đề không lớn. Ngay cả Lưu Xuyên còn không giết được tôi. Cái trụ giữa này, nhiều nhất họ sẽ phái vài siêu năng lực giả đến thôi. Thứ đó, tôi một cái tát có thể giết chết 10 tên. Đến lúc đó, con có thể tống tiền họ thêm một khoản phí tổn thương tinh thần nữa. Thiếu gia, phụ thân không yên tâm để một mình thiếu gia ở đây, cho nên tôi sẽ ở ngay căn phòng bên cạnh thiếu gia. Có chuyện gì thiếu gia cứ tìm tôi ạ. Được, ta biết rồi. Thủ tướng Đông Kha Quốc vì để trừ khử tôi, đã phái siêu năng lực nhẫn giả ra tay với tôi và ra lệnh cho nữ diễn viên hành động nổi tiếng Hebe Kahu dùng mỹ nhân kẻ đối phó với tôi. Ngài Tiêu Phong, tôi đến đây để hầu hạ ngài. Khoan đã, người này trông hơi quen mặt. Đẹp, đây không phải là Hebe Kahu sao? Nhớ là trước đây tôi từng xem phim của cô ấy hai lần. Tên customer này quá xảo quyệt. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đối sách của họ? Phái một nữ diễn viên hành động nổi tiếng để tôi lộ sơ hở. Không sợ lỗ vốn luôn à? Coi thường tôi quá đấy chứ. Ngài Tiêu Phong, thủ tướng đã dặn dò. Tối nay tôi sẽ chăm sóc ngài. Bất cứ yêu cầu gì của ngài tôi đều có thể đáp ứng. Tôi sẽ thỏa mãn hết thảy. Đậu mà, như này thì ai chống lại được cơ chứ? Chủ nhân, cô ấy tự dâng lên mà anh còn không nhận. Tôi và bố bạn sẽ cùng nhau khinh bỉ bạn luôn đấy. Đừng khiêu khích tôi, vô ích thôi. Tôi không phải loại người như bố tôi. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi. Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Nói thẳng ra đi. Có phải customer sai cô đến hầu hạ tôi không? Ngài Tiêu Phong, đây là mệnh lệnh của thủ tướng. Tôi cũng bỏ tay. Hãy để tôi ở lại đi. Nếu ngài đuổi tôi đi, thủ tướng chắc chắn sẽ cho rằng tôi làm việc không tốt. Sự nghiệp diễn xuất của tôi là điểm yếu lớn nhất của tôi. Chỉ sợ liên lụy đến gia đình tôi thôi. Customer này thật đê tiện. Cô yên tâm, tối nay cứ ở lại đây đi. Ngày mai tôi sẽ nói với customer. Cảm ơn. Ngài Tiêu Phong, vậy tôi xin phép vào phòng khách trước. Tôi thật sự không cần đâu, tôi có bạn gái rồi. Hi hi. Cuối cùng cũng đi rồi, nhưng chắc hẳn chuyện này không đơn giản thế đâu. Nội dung hợp đồng đất đai và trái phiếu này đều rành rành trên giấy trắng mực đen. Cho dù hôm nay có thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ họ còn muốn tôi lấy ít tiền hơn sao? Chủ nhân, bạn biết không, lúc nào cảnh giác của con người thấp nhất không? Tất nhiên là lúc ngủ rồi. Không phải đâu, lúc làm chuyện ấy cơ. Nếu trong lúc bạn đang làm chuyện đó mà có người muốn giết bạn, bạn có chú ý được không? Đây quá xảo quyệt rồi. Nhưng xem ra bọn họ không hiểu rõ tình hình. Nếu bạn là người bình thường, chiêu này chắc chắn sẽ có tác dụng đấy. Nhưng mà, xem ra tên thủ tướng này đã bị Lưu Xuyên lừa gạt rồi. Bạn không chỉ không phải người bình thường, mà còn mạnh đến mức có thể tiêu diệt toàn bộ sát thủ nhẫn giả của chúng. Nhưng chủ nhân, bạn ở nước Đông Khẩu cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Hình như em gái họ của Lục Hào là Lục Yến đang đóng quân tại đây. Hay là ngài gọi cho tiểu thư Nhi Tuyết một tiếng, nhờ cô ấy gọi Lục Yến qua canh gác cho bạn. Như vậy, bạn hoàn toàn không phải lo bị quấy rầy lúc làm chuyện ấy. Tuy rằng Lục Yến không thể lợi hại bằng Lục Hào được, nhưng cũng đã là trung kỳ tiến nguyên giả rồi. Dù bọn sát thủ nhẫn giả có tấn công toàn lực cũng không vào nổi phạm vi 1 km của khách sạn này. Đừng lăng loạn nữa, ngươi đúng là một hệ thống vô lại.
Thiếu gia, tôi sợ ngài không quen ăn đồ ở đây. Vừa hay gần đây có một nhà hàng Hoa Hạ. Có muốn tôi mang chút đồ ăn qua cho ngài không? Không, không cần đâu, tôi không đói. À, ngài Tiêu Phong. Sao thế, cần giúp đỡ gì sao? Thiếu gia, ngài, Hamum. Quả nhiên đàn ông đều như nhau cả. Tiểu Ai, em hãy nghe anh giải thích đã. Giải thích với em làm gì? Thiếu gia cứ hưởng thụ cho tốt nhé. Lát nữa em sẽ nhờ người mang thêm đồ ăn qua. Tiểu Ai, thực sự không phải như em nghĩ đâu. Em xem, cô ta rõ ràng không phải người bình thường mà. Hà Bắc Thái Hoa à, anh đâu có bản lĩnh lớn thế để bảo cô ta đến tiếp anh chứ. Đây là do người của Phong Gian sắp xếp. Họ đang giở trò gì đây? Chắc là muốn dùng kế mỹ nhân làm anh mất cảnh giác, rồi để anh bí ẩn biến mất trong khách sạn này. Hay là anh nên nhờ phụ thân phái vài vệ sĩ qua ngay nhỉ? Không cần đâu, thiếu gia ta đây còn có nghề phụ. Đó là huấn luyện viên võ thuật. Họ đã tốn công gửi tới rồi, thì không có lý do gì không nhận cả. Vừa đúng lúc xem tối nay họ có hành động gì. Được rồi, vậy em biết rồi. Hơi chán nhỉ? À mà cô có biết chơi đánh bài tám cúc không? Tôi biết, chỉ là chúng ta còn thiếu một người nữa. Cô còn quen ai biết chơi không? Thủy Nguyên Lệ Mỹ cũng biết. Có lần tôi có chơi với cô ấy rồi. Tôi nhớ là hôm nay cô ấy cũng đang ở thủ đô. Nhưng hình như có một hoạt động gì đó phải tham gia. Có lẽ không qua được đâu. Không sao, cứ để vấn đề nhỏ này cho tôi. Đã sắp xếp xong hết chưa? Thủ tướng ngài yên tâm, tôi đã sắp xếp tiểu thư Hà Bắc Thái Hoa đến hầu hạ hắn rồi. Sức hấp dẫn của cô gái này, tôi không tin tên người Hoa kia có thể chống lại nổi. Chỉ cần hắn hơi sao nhãng một chút, thì ám nhân chúng ta cử đến, người có siêu năng lực tài trợ chắc chắn sẽ giải quyết được hắn. Anh Lô, ngài thủ tướng phải không? Giúp tôi một việc, xin hỏi ngài Tiêu Phong có chỉ thị gì? Ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp đỡ ngài. Tối nay tôi muốn cô Misuki Yami đến hầu hạ tôi. Hãy sắp xếp giúp tôi. Anh tưởng đất nước đăng cu của chúng tôi là một nhà thổ sao? Được được được, tôi sẽ sắp xếp ngay đây. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi. Hãy kiểm tra lại xem trang điểm của tôi có vấn đề gì không. Để tôi nhận điện thoại trước. Là của ngài thủ tướng. Cái gì? Làm sao có thể như thế được? Sự kiện ở đây sắp diễn ra rồi. Hơn nữa sao ngài có thể để Jimmy đi qua đêm với một người Hoa Hạ được chứ? Vâng, thủ tướng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói với Jimmy. Sự kiện ở đây tôi sẽ sắp xếp người khác hoàn thành. Yuna, rốt cuộc là sao đây? Có lẽ sự kiện ở đây phải hủy bỏ rồi. Chu Tường vừa gọi điện đến nói với tôi, muốn cô tối nay đến khách sạn Đế Quốc hầu hạ một thanh niên từ Hoa Hạ đến. Hơn nữa bất kể anh ta muốn làm gì, cô đều không được phản kháng. Làm sao có thể? Chủ tịch nói đây là lệnh của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, là mệnh lệnh chứ không phải nhờ cô. Nếu cô không làm theo, hậu quả có thể không chỉ bị cấm vận trong ngành mà thôi. Ông ấy nói ông ấy cũng muốn từ chối, nhưng thái độ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa rất rõ ràng. Nếu việc này không xong, công ty sẽ phá sản trong một tuần. Ông ấy sẽ bị buộc tội phản quốc. Cô không có sự lựa chọn. Ông là Tiêu Phong phải không? Phải, tôi đã đợi cô rất lâu rồi. À, sao cô cũng vào đây? Thôi, được rồi, sao lại còn đứng ngay ra thế? Thiếu một người kìa. Tôi muốn chơi bài với các người.